Ok, tôi lên em. Hôm nay chúng ta lại chơi một game mới. Game này nó thuộc thể loại là xây dựng nhưng mà nó kết hợp với một số yếu tố mà hành động nữa. Đây là con game Ghi Phúc Lịch Lập Gia, tức là Cộng Hòa Cúp Biển. In the Anh em có heart thể of xây dựng những cái nhà Caribbean, cửa như thế during the này. Ngoài golden ra mình có thể age of điều khiển những cái pirates, con thuyền như thế này, lies đi the dong buồm ra Republic khơi, đi of đánh cướp những cái tài Pirates, nguyên. leading Tallulah's humble outpost Chủ yếu into a là mình xây dựng này là sprawling để settlement by cho tăng investing in thêm những cái tài nguyên buildings mình and sở hữu thôi. amenities. Còn cái công việc chính From của mình coal chắc là mines to vẫn dắt plunder tàu ra khơi, destiny's powerful đi fleet of đánh chiếm những ships cái in vùng đất real mới, time thu nhập to những tài aid nguyên your mới. exploration of the islands. I'm in your buildable land. Game này cơ bản cái yếu tố Well, xây dựng nó tôi nhìn thấy là nó khá giống cái dòng game Anno á, Anno 1800 rồi. Anno thì trong cái đợt mà Summer Game Fest gần đây họ cũng có mà thông bố một con game mới của họ nói gì á, tôi cũng không nhớ nữa. Đây, game này xây dựng cây cỏ rất là nhiều luôn mà. Vậy ra cũng có thể điều khiển con thuyền đi cướp biển, dòng buồm ra khơi, đi đánh chiếm tài nguyên có level gì ở đây nữa nè. Trông khá là thú vị nha. Cái này thì vẫn chưa biết giá bao nhiêu, vài ngày nữa nó mới ra mắt lận. Nó cũng đang có trong cái đợt mà Steam Next Fest á. Anh em muốn trải nghiệm cái bản demo thì có thể thử qua. Còn bản tôi chơi là cái bản đầy đủ nên không biết nó có giống bản demo hay không. Đây, vài ngày nữa là game ra mắt rồi. Ngày 19 tháng 6 là tầm thứ tư tuần sau. Được follow rất đông đảo luôn hả? Lướt qua một vài tấm hình đó, thì thấy con game này có rất nhiều cơ chế luôn. Đây chắc là liên minh giữa mình, liên minh và giao thương nè, có cái mối quan hệ tình bạn thì chắc có giao thương đó. Rồi chúng ta vô thử con game này xem nó như thế nào. Cái gì dẫn gái đi ăn gì ở đây nữa. Game bỗng không lo chơi, cảnh báo trước khi chơi là một vài hình ảnh nhấp nháy gì đó. Rồi không quan tâm đó. Vu Bear, Phi Bube cũng là một cái nhà phát hành khá lớn nha, tôi cũng chơi nhiều game của họ rồi. Để là lướt lướt qua thử anh. In the hearts of the Caribbean. Đây, Phi Bube. Đây, con dự án chủ lực họ chuẩn bị ra mắt vào ngày lại tới. Đây là những con game lúc trước của họ. Đây, game này chắc anh em Việt Nam mình thì chắc cũng biết khá nhiều rồi. Adventure thì tôi đã viết cái bài review mà anh em có thể đọc. Con này là giả lập làm dược sư về dùng nông thôn nè. Cũng có một cái video tôi từng chơi nó rồi đó. Rất nhiều con game luôn nhưng mà nhiều con game mang tính wibu ấy ha. Chưa game đó đang mang lẩm nhẩm quá. Hình con tàu nó đang lúc lắc chính là cái chế độ auto save. Đây là màn hình của game mà setting shadow thì không cần nhiều đâu, thử gân cưa cũng không cần nữa. Game bớt a thì cho lên đi. Không biết con máy đôi nó chịu nổi không, con game này tôi nghĩ là cấu hình nó sẽ khá là tốt á. Cái đồ ra để ucha luôn nè. Game này auto save, auto heal, gear disc. Cái disc này chúng ta lướt thử đây, không có cuộn được nha. Đây nhà phát hành, đây là cái đội ngũ phát triển chính, cũng khá là ít người lắm. Đây chắc là một studio nhỏ làm con game này thôi. Thậm chí họ đưa lên cái nhà phát hành phân phối đầu trên này luôn, về mảng kỹ thuật. Rồi được rồi, chúng ta vô game cho chơi tự do campfire. Cái map khởi điểm kích thước là tương đối trung bình, chúng ta nằm ở đây. Độ khó thì dễ, trung bình, khó. Dễ thì nó tăng thêm rất là nhiều thứ luôn, trung bình thì nó chỉ có bao nhiêu đây, khó thì nó giảm tài nguyên mình lại. Rồi ta bắt đầu thôi. Campfire này chơi được dài bao lâu ta? Greed. It tears us all down eventually. Heck, that's what this is all about. We rob, we plunder, we kill, all for a bit more wealth and another day of freedom. But we all know the truth. There's only one way out of this pirate life. And if it's not at the end of a rope, it's usually a shot in the back from a pistol of a crewmate. Rồi, cứ biển mà bị The Republic of Pirates was meant to be different. But the greed got to them too. Turning on one another like that. Rồi cái đường mình có biển bây giờ nó bị tan rã luôn. And now they're carving up the archipelago between the three of their crews. Lucky Jack Howell and the self-proclaimed raiders of the Caribbean. Liên minh bây giờ Scar and nó his bị chia ra gallows ba lần. men. And Matilda Barbero, leader of Los Guerreros. Bà phê cứ biển. They had it all. Spanish gold by the galleon and a nice slice of the Caribbean to call home. They couldn't play nice, could they? Well, if it's revenge you want, I'm with you. I owe your old man that much. We're one ship against three fleets, but they aren't expecting us. We'll make for the archipelago and set up on an isolated island before they get wind of our intentions. Revenge for your father, and the chance to build something better.
phục vụ cho bố của mình và xây dựng một cái cộng hòa của biển trở nên vững mạnh hơn. Trong cái ba cái phe đó thì mình là không nằm trong phe nào cả, chỉ thấy một cái em bên phải là tương đối dễ thương, dễ đẹp, dễ nhìn thôi. This is the archipelago, all right. But it's far too dangerous to continue. Cái vùng nước này rất là đông nên khá là nguy hiểm, cần phải di chuyển cẩn thận. Thu nhập hai cái mà ghét phải cho Trinh Nguyễn, hai cái này nè. À, con thuyền của mình 880 máu, thuyền trưởng lên và một tên là Jack Pagago. Gì đó, cái gì đó. Mình phải đi lên cái vùng nước đông ở trên đó. Rồi. Phải chọn con tàu ấy nữa. Ồ, dùng vô dùng ra là cũng khá cơ động nha. Đi xây cái camera tốc độ nó nhanh quá à. Cái gì? Bắn gây 40 đam theo cái hướng mũi tàu đó. Mình cứ biển này nó đuổi mình à. Không, tàu mình nhỏ chắc là chạy nhanh được. À, tàu nhỏ đi qua được cái vùng nước nông, còn mấy tàu lớn này thì thôi. Lấy lụa lắm bạn ơi. That was a close call. The archipelago is in chaos after the collapse of the Republic. Rồi, mình sẽ đến đây xây dựng cái mà bến cảng gì đó để bắt đầu một cái ngôi nhà mới vô nè. Chọn xây cái bến cảng. Trong cái hình tích bả dưới rồi, ok. Mình sẽ ghé lên đây để xem những cái thông tin cần thiết về cái công trình mình xây dựng. Đặt cái đúng ở vị trí thì mới được. Đây. We want to take the fight to our old companions. We'll need men. There are plenty of rough and ready types looking for. Rồi bắt đầu xây dựng ngôi nhà cho những người đàn ông chúng ta. Trình thì cần phải bui kết nối với đường, biết rồi, đường nào. Này đẩm chục đường chính luôn ha, nên cho nó dài thì dài luôn. Rồi ok chưa? Bui năm thêm năm cái nhà dân, kết nối nó với con đường chính, nhà dân. Nhà dân thì bui gần nên gần đây không? Phải tầm tầm này đi. Rồi bui được 5 nhà dân. Bây giờ tiếp tục là xây dựng một cái chợ, sau đó là đi nhặt những cái tàu, những cái mảnh vỡ của con tàu kia. Chợ thì sẽ cung cấp tài nguyên trong cái khu vực này. Chợ đâu? À, nó nằm đây. Đâu? Đây nè, đây nè, đây. Tên 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 nhấn nút quy vô chế độ mà phá hủy rồi đó. Dịch. Xây một cái decor. Mang hoang mang xây cái đường đấy. Xây cái công trình thì co gì nè. Này là gì? À, bức tượng nữ thần gì đó. Sáu bãi. Salvaging materials from wrecks is good and all. We've got plenty of resources. Thu nhập tài nguyên từ những con tàu bị đắm thì khá là tốt. Tuy nhiên cái là mình lụm đồ ở ngoài tương đối là tốt đó. Tuy nhiên thu nhập tài nguyên trong này thì nó sẽ không đủ dùng trong lâu dài. Chúng ta cần phải là xây dựng một cái gì đó. Xem wheel này nó trong cái công trình bên đây. Từ gỗ thì mình sẽ làm ra được ván ép. Coi, bây giờ mình có gỗ rồi đó. Cái này là cái tên hòn đảo của mình. Ghê chuột là nó sẽ hiện ra một số thông tin. Một vài công trình đó thì cần phải có cái gỗ ép này. Xem nhà dân không? Rồi. Mình phải xây một số cái nhà kho để nó vận chuyển đồ vô. Đây được không?
more we provide for our workers, the happier they'll be. The happier they are, the more they'll contribute. Bây giờ muốn cho mấy thằng dân nó làm việc năng suất cao á, mình phải chiều chuộng nó. Ghê vào cái nhà coi thông tin nó cần những cái gì. Nó sẽ cần có cá nè, một số cái gọi là tiền nè. Dân, 4 dân vô đây là được. Còn cái này gọi là dây thừng. Rồi, xây cái dải bắt cá cho nó. Bình ít cá. Cá này gần phải xây ở bờ sông. We spotted some floating barrels not far from the coast. Ok, chúng ta có cái sàn bắt cá. Mày ra đi lụm mấy cái tài nguyên ở này nữa. Dùng hết đó chứ. Biển này nó ngập trong gác luôn. Nên mình có thể thu nhập tài nguyên thoải mái. Cái này không được hả? Được cái gì cơ? Well, the barrels were empty, except for a bunch of letters from the British web. Hầu hết nó đều giống giống luôn, nhưng mà mình nhận được cái kho báo gì đó. Bán ép mình còn nhiều lắm, xây thêm nhà dân đi. Rồi, ok, rất là đẹp luôn. Anh em thấy quy hoạch phân lô bán nền đồ nghệ thuật chưa? Tạm biệt đây. Mình có thể sử dụng cái bộ công cụ này có kiếm tắt không ta? Có luôn. Giờ công nhân nó vào đây nó làm việc đó. Dân đâu? Úp cái này gần 200 tiền và 3 bán ép úp luôn. Bây giờ cái con của mình nó sẽ chứa lên được tối đa là 20 cái vật liệu. Thì nó đang bắt cá nè. Rồi xong rồi thằng dân này nó sẽ đẩy đồ về. Chắc xây thêm cái nhà kho ở đây nữa. Nhà kho này gần 10 cái bán ép. Mình hết bán ép rồi. Ai đây, ai đây, ai đây. Đứng nó vô nó bên mình cái nữa là banh luôn đó nha. Nhưng mà nó có màu xanh cơ. Mary Connor. Here's someone you want on your side in a fight. À, đây là cái em trong cái bộ ba này đó. Cô ấy là người mình muốn nằm trong cái đội quân của mình. Là từng là một cánh tay phải của giáp rất là đắc lực. John, is that you? Thank God I found you here. Em này bây giờ theo phe mình rồi đó. Có thêm một đồng minh. Con tàu rất là xịn luôn. Hồi người ta 200 máu nè. Tàu mình có 800 máu à. Để sửa chữa con tàu cho nó lại gần cái bến cảng này. 14 cái bán ép. Không có. Đang làm việc ở đây nên khá lâu. Sửa con tàu này thì cần 14 cái bán ép với 1.000 tiền. Khá là rẻ. Liên minh cướp biển của chúng ta đây. Cộng hòa cướp biển. Này làm nhanh lên bạn. Thiếu tài nguyên hết á. À cái gỗ này nó cắt không kịp để nó đưa vào đây. Đây. Có gỗ vào thì nó mới làm ra cái bán ép này. 50% là sao cao cái gì đó. À gỗ đường. Captain, the men reported several ships heading directly for us. Có đồng minh rồi. Sử dụng cái bản đồ chiến thuật để xem cái bản đồ. Ủa? Cái thành này với thành này nó có giống nhau đâu. Cái này nó nằm trên cùng, còn cái này nó nằm dưới cùng. Ông đép này, ông thiết kế hơi bị ngược rồi nha. Rồi. Đi, đi. Có tàu đích, có tàu đích. Gây 54 đam bắn ra một chuỗi đạn liên hoàn. Bố láo à bạn. Thank you, Captain. I think the lads and I are in a capable...
Cảm ơn đội trưởng, tôi rất là hỏi cảm ơn thuyền trưởng chứ mới đúng nhá. Tôi rất là kinh ngạc trước tài năng của bạn. Bây giờ làm gì nữa? Tương tác với cái liều và xem những công nhân này. Xây thêm một số nhà cho nó đủ 200 công nhân. Mua được 1 km đường đất thì được cũng được một cái thành tựu nữa. Dân bây giờ nó sẽ cần cá, cần cái này và cần cả dây thừng nữa. Dây thừng thì sẽ trồng cần một cái bãi trồng rau này. Rồi mình phải xây thêm cái bãi xây vật liệu nữa. Tối đa là xây được 72 ô, nhưng mà mình xây 70 thôi cho nó đẹp. Có cái cỏ này thì nó sẽ cắt được mấy cái cỏ này, nó trồng thời gian nó cắt cỏ. Cắt cỏ thì đem qua đây nó bệnh những cái cỏ thành cái sợi dây thừng. Bây giờ phải làm cho nó cái gụ gum nữa. Lovely Isabella Rojas, cunning, pragmatic, seductive, everything a good man. Captain, I'm happy to make your acquaintance. My name is Isabella, and I have a proposition. Cần phải làm cái gì đó để chiều chuộng mấy cái thằng đàn ông đang hăng máu này. Cái công trình xây dựng này nó sẽ không sản xuất ra những vật liệu gì hết, nhưng mà nên đặt cảnh với những công nhân. Sau đó mình có thể ốp đắp mấy cái nhà này lên nữa. Rồi ok, không khó cái đó. Cái nhà này dạng như cái nhà thổ vậy đó. Anh em vào đây dễ ấy mấy em gái á. Đây mình cần phải có cái nhà này mới có thể là nâng những cái nhà dân này lên cái nhà cấp 2. Đây nè, nhà dân cấp 2 thì dạng như cái này là công nhân thôi, còn cái này là lên được mà dân nó làm việc xuyên hơn, cấp cao hơn tí. Quán ép cho nó không lên nữa ta. Lâu lâu gảo gảo ra ngoài sông lụm đồ. The bordello is open for one day. One day. And the girl is dead. Ôi vãi. Cái nhà thổ của mình á vừa mới xây chỉ có một ngày thôi và đã có một cô gái đã chết rồi. Mấy thằng cướp biển này nó chơi bạo quá. Bây giờ mình cần phải đưa ra một cái hình phạt trừng phạt thằng cái thằng mà gây ra cái chết của cô gái đó lắm. Coi mình chọn cái hướng trừng phạt như thế nào. Ở đây là mình có ba cái lựa chọn nè. Còn quá sớm để mà gây hấn với mấy cái thằng dân đó nên mình sẽ tăng thêm cái chế độ bảo vệ thôi. Chi phí giữ cái nhà này nó sẽ tăng lên. Bây giờ cái chết cần phải có trả giá thôi. Mình sẽ xử tử hình nó công khai luôn. Còn cái này thì mình chối bỏ. Xử lý vấn đề này sao? Cái thằng khốn nạn này chơi gái mà nó làm gì? Giết nó. Bui một cái giá treo cổ. Đây, biêu đầu thì trúng luôn rồi. Jack knows where I am and is coming for me. I won't. Xây hai cái trụ phòng thủ, áp phòng. Cái công trình này cần phải đặt ở cái bên sông. Cái pháp phòng này nó sẽ tự động bắn quân địch trong cái tầm. Thôi, đây. Lucky Jack Howell. What a coward. Cái thằng này là một cái thằng cực kỳ khốn nạn luôn. Nó nằm trong mà cái ba băng nhóm nãy đó. Nó là một trong những kẻ thù của cha mình đó. Sao tàu nó to quá vậy? Thôi sống rồi. Ây da. Nó chạy rồi, đánh cho ông chạy rồi. Well, well, don't you look familiar. Nói thằng khốn nạn. Thằng khốn nạn. No, there's no avoiding it. Jack knows we're here. The way I see it. Thôi, mình còn phải trả thù cái thằng khốn nạn đó.
đạt 300 dân, bui một cái mà ship bui, một cái trạm mà xây dựng tàu. Nó nằm đâu vậy? Cái này để chế tạo cái bùm nè, cũng phải cần thiết quan trọng á. Một miếng ván ép. Rồi, vừa đẹp luôn. Anh em thấy vân lộ bán nền nó vậy thần chưa? Có cái cánh bùm này mình mới tạo ra được bùm nha. Bây giờ phải bui một cái con tàu đã, bui làm sao? Thiếu ván ép rất là nhiều. Cái thằng khốn nạn, tí nữa tao sẽ trả thù mày. Rồi đó. Nè, cái nó nằm ở cái đảo này, đảo Fire Island nè. Cái này cái cổng địa ngục, còn cái này là cái đảo chuột. Gỗ gum rất ít hả? Ít thì biết làm sao giờ? Làm sao để cho nó lên nhiều giờ? Rồi bây giờ úp lên là cái nhà lên bậc 2 để cho tụi nó đi làm việc. Đáp ứng thỏa mãn ba cái nhu cầu này trong cái nhà thì nó sẽ lên thôi. Như cái nhà này nè, bình đầy đủ ba cái, có dây thừng, có cá, có tiền cho nó thì nó sẽ lên. Rồi. Nâng lên thôi nha, nâng nhiều quá là không có dân để nó làm mấy cái việc lao động phổ thông là lại mệt đó. Mười lăm mấy ngày vậy mình sắp xây được cái mà hai chục lần, hai chục mới xây được lắm. Lâu quá, có nên farm thêm hai cái nhà nữa không ta, để cho nó lên mấy cái gỗ ván ép nhanh tí. Chứ bây giờ ván ép nó lên từ từ như thế này chậm quá, hiệu suất đang 150% luôn nè. Gỗ mình vào không kịp. Sẽ có những cái thằng nó phân phát vật liệu này, nó để lên cái kho này. Nếu như mà đưa vào sản xuất gần hơn á, thì nó sẽ đưa vào sản xuất luôn. Còn nếu như không, nó sẽ đi đường vòng. Rồi, đây là dạng như cái kho vật liệu của mình nè. Đó. Rồi, bây giờ xây cái trạm kết hợp cái đó. Cái này là cái xưởng đóng tàu của mình, có nên xây đường đó. Còn cái xưởng đóng tàu thì mình sẽ xây được con tàu mới ở đây. Con tàu thì cần phải có một cái thuyền trưởng nha. Rồi, thuyền trưởng chết là không thể thay thế được. Bây giờ mình phải có cánh buồm nè, cánh buồm thì thôi mới thi công xong mà. Cánh buồm này cánh buồm nhỏ, còn cánh buồm này cánh buồm lớn. Cái này là cái khu, cái nhà nghỉ của thuyền trưởng. Mình xây cái này thì mình có thể tuyển thêm được rất là nhiều lính luôn. Có mấy thằng lính á, nó sẽ làm thuyền trưởng thì mình mới gán nó vô cái nhà này được. Chắc phải tăng thêm sản lượng của cái này nữa mới được. Chứ để như thế này quá chậm rồi. Công trình nè, gỗ nè. Rồi, vẫn bao phủ được bên này. Có một cái kho cũng khá là tiện. Thêm cái kho nữa thì cũng được. Any captain worth their salt will be at the captain's inn. Rồi, trong này mình có thể tuyển dụng được rất là nhiều cái thằng luôn. Vô trong này để tuyển dụng thêm mà những cái thuyền trưởng mới. Nói đường ra. Đây gái nào, gái nào. Còn gái.
Level 4 quốc luôn, level 4 luôn. Level 2, level 3 mà màu da không sáng cho lắm. Kệ quốc đi. Đủ rồi, tối đa được 5 tầng à. Sau đó mình sẽ đóng tiền cho nó ở đây. Cái bùa mình mới có 9 thôi. Dân mình đang khá là thừa luôn. Tiền mình rất là nhiều. Cái này là cái gì trời? Khá là tốn chi phí xây dựng nha. Đủ nè, sắp đủ bán ép rồi. Mình sẽ xây con thuyền đầu tiên của mình. Chỉ nó có được con thuyền này thôi. Gán đội trưởng vô cho nó. Bui con tàu nhỏ này thì nó mất chỉ có 30 giây thôi. Bui mấy con tàu lớn thì nó tốn thời gian hơn. Ui, mấy con cứ biển nó lại mò tới rồi nè. Lần này bêm tới nó luôn, không có nhịn nữa. Tàu này của nó là tàu nhỏ à. Nên có thể mình vẫn bêm được. Mình chắc nó xem con tàu này chỉ là con tàu vô thám thôi. Rồi đủ 10 cánh bùa mình quất nó cái nữa. Đủ 10 cánh bùa mình xây thêm mà. Đủ 10 cái bùm đi. Mới có 7 cái bùm nè. Bùm thì nó sản xuất được cái này. Nó sẽ trồng mấy cái vải cột ton này. Ra cái cột ton này thì nó dệt lại thành cái bùm. Nên cũng khá là lâu. Bây giờ mình mới có 8 cánh bùm mà. Rồi đủ 10 nè. Quất thêm con tàu nữa. Lấy 2 đánh 1 đi cho nó chắc. Đây có đồ luôn. Con tàu thì nó sẽ có một cái fuel, là cái fuel bắn súng nãy á. Đây nè. Rồi, bên nó. Hai chấm một không tròn cũng quẹo. I don't know about you, Captain, but seeing that scout ship fall beneath the waves, damn near. Rồi. Có một cái hòn đảo của mấy thằng chuột nhắt ở đây. Trên đó thì sẽ có một cái mỏ đất sét. Mấy đó chỉ là mấy con chuột nhắt thôi, nên mình gây dựng một cái đội quân rồi lên đóng đó. Nó ngay đây nè, đó. Cũng khá là gần. Đội quân nó thì cũng khá là bé thôi, nó chỉ có 3 con tàu à. Nên mình xây được khoảng là 4 đến 5 con tàu là mình bay mới được á. Sửa. Thiếu kinh bùm nhưng mà còn rất là nhiều gỗ. Công trình mới của quán rượu á. Quán rượu này thì nó cần đất sét, mình chưa có xây dựng được. Đất sét này phải xây trên cái mỏ đất sét lận ở bên cái chỗ mình là không có đất sét. Chỉ có bên cái nhà bên này á, bên chỗ này tụi nó nè. Nè, qua mình đắm ba thằng này. Đắm ba con tàu của nó, phá cái mỏ của nó, phá luôn cái này thì mới có cái bãi đất sét ở đây để mình xây dựng. Rồi mấy cái này thì dạng tôm tép nhỏ thôi. Mình lên vài tàu nữa là mình bêm nó cái một à. Bây giờ đợi lên cái buồm này. Cái buồm lên là tôi qua tôi đắm nó cái một liền. Rất là gọn nhẹ luôn. Anh xây thêm cái nhà này nữa không? Đây mỏ muối hả? Nói đường luôn á. Mình có một cái mỏ muối ở đây. Trên đảo mình chả còn cái gì cả. Chỉ có một cái khu này là đất tương đối bằng phẳng thôi. Có thể kéo luôn một cái nhà dân xuống đây được nữa nè.
10 cánh bươm này, thêm con tàu nữa được rồi đó. Một lô. Đội trưởng thứ hai là Emily Walter, hơi già tí nhưng mà chắc cũng còn gân. Nên thêm cái nhà này không ta? Nhà này bị gì vậy nè? À, nó đầy bán ép quá. Coi nó đầy rồi, mình phải xài cái bán ép cho nó bớt đã. Có nhiều lần hết đi. Bán ép còn 15. 13 bán ép 25 dây thừng. Xây thêm nhiều nhiều mấy cái kho nữa thì nó mới chứa nổi vật liệu năng như thế này. Nối đường qua cho nó đẹp đây. Đó. Xây thêm cái nhà bông này nữa. Đấm mấy thằng đó thì chỉ cần 3 tầng là đủ. Đây, mình thêm một thằng nữa là mình đi đấm được luôn rồi đó. Bút luôn. Lên bay ơi. Rồi, 4 tàu đi đấm được rồi. Đây, mày đây hả con? Thằng này nguy hiểm nhất. Chạy 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 chạy. Mình còn 3 tàu ở đây. Thôi nhẹ nhàng luôn. Phá nhà nó cho thôi. Đây là những cái vật liệu dạng như là vật liệu này thôi. Nó là vật liệu cơ bản, mình có thể thu nhập khi mà phá hủy công trình nó hoặc là đánh chiếm người ta. Đây, rồi sau này mình có thể bán với những cái con tàu giao thương khác, giống như là Anh, Pháp, Tây Ban Nha gì đó. Rồi bây giờ mình đã chiếm được cái hòn đảo đầu tiên, làm được món hòn đảo. Cái hòn đảo này thì nó có cái mỏ đất sét, nhưng mà đất sét nó thu nhập không được nhiều. Ngược lại thì nó bắt cá rất là tốt luôn, nó trồng cây cũng rất là tốt nữa. Đây nè, mình có thể xem thông tin hòn đảo bằng cách gây nên cái tên hòn đảo này. Đất sét nó có nhưng mà nó hơi ít. Đầu tiên xây cái cảng ở đây, sau đó mình nối đường vô. Xây cái mỏ đất sét đầu tiên thì đây. Tiếp theo là cái nhà máy xử lý đất sét cho nó nằm kế bên luôn đi. Xây một cái chợ nữa. Rồi phải xây thêm một số nhà dân, có mấy nhà dân ở đây thì nó mới làm việc. Là nô rồi, thôi kể thế đó. Mình hết bán ép, không sao cả. Chỗ này bắt cá nhưng mà trồng cây khá là thiện luôn, nên xây thêm một cái nhà bắt cá nữa.
thiếu những thành dân ở cái nhà cấp 2 gì. Còn phải xây thêm một cái quán rượu. Ủa cái nhà này là nhà thổ chứ. Xây thêm cái nhà thổ cho tụi nó là ăn chơi trong cái nhà này. Đó. Mình sẽ trồng cây ở cái khu này. Chỗ này trồng cây rất là tốt, nó là trồng cái cây hem. Cây hem là phải cái cây từ dây thừng không ta? Đúng rồi. Mười trên 72 rồi, ok luôn. Tiếp theo là phải có một cái kho vận. Hết gỗ, đang thiếu gỗ. Mười cái bán ép thì mình mới xây được. Nhanh lên, chờ lâu quá. Nhanh bạn ơi, mình có được 10 cái đồng huy chương gì nè. Con tàu này sửa đúng 4 miếng bán rồi, lâu lắm. Sắp toàn rồi. Rồi không có tài nguyên mà sửa đâu. Bui 5 cái chạm default này. Tổng kinh vải 4.000 máu. Đây có mẫu gỗ đen trôi nè. Mình cũng có thể đánh cướp của mấy thằng thương gia được luôn nha. Con tàu nó khủng quá. Bây giờ khá là thiếu tiền luôn, mình phải nâng mấy cái nhà dân này lên cấp 2 á. Có cái khu mỏ đất sét ở đây đó, tuy nhiên nó làm việc không có tốt cho lắm. Nhà này cũng đã lên luôn rồi. Rồi ok, nhiều dân này đủ rồi, thiếu mấy thằng dân con này. Có đất sét là mình sẽ nâng được mấy cái nhà này lên lần nữa. Bên này cỏi dây thừng cũng ok luôn. Tôm cá thì cũng rất là nhiều, mát cá luôn nè. Này nó bị cái này là cái gì ta? Thiếu dân hả? Nè, dân nó lên rất là nhiều nè, thiếu gì nữa mà thiếu. Cái này chỉ xem thôi, chứ không có chuyển tiền đi được. The girls satiate them for a time. Mấy cái thằng cướp biển á, nó chơi gái rồi nhưng mà nó vẫn chưa thỏa mãn được cái thú tính trong người nó, nên bây giờ nó cần phải có đi đánh chém gì đó, cho nó có thêm yếu tố bạo lực nữa. Đánh những thằng này á khó hơn nhưng mà phần thưởng nó cao hơn, còn đánh những thằng này thì đơn giản hơn. Bữa sau mình còn có 4 tàu rồi đó.
Rồi bây giờ mình đi mình đánh chiếm tàu của mấy thằng khác để thu được mấy cái tài nguyên. Đây, thu được những cái lá bùm nè. Bếp nó bếp nó Rick Production is up and running. Chơi thằng này luôn, ngứa con mắt, dám chạy ngang đây hả? Năm đến một mà nó dám chống cự nè. Đây còn thằng nữa quất luôn. Thằng này sao có vẻ to vậy? 2000 máu. Bây giờ thằng này nó to phết nha. Hy sinh một em ơi. Bây giờ thì mình có thể bui được cái tàu bậc 2 này lúc mình đánh chiếm á. Nhưng mà hết cái này là để đi tuyển thêm người cái đó. Mình quên cụ tuyển thêm người. Level 4, level 2. Em này đây. Em đó mất tiền nhất. Bây giờ lên lên con tàu bậc 2 và chuẩn bị đi bêm cho nó luôn. Cái con này thì phải có mấy cái khẩu canon thì mình lắp vô nó mới lên được. Còn lâu lắm. Thịt thì bên này hay bên kia gì cũng như nhau à. Bên này thiếu dân bậc 2 đó ta. Dây thường ở đây đầy rồi. Nó đang sản xuất cái này. Bên này chắc xây thêm cái nhà máy thật. Muốn ngủ thì chưa đủ đất sét. Đất sét mình chỉ mới có một nhà ở bển thôi. Cái này 5 đất sét hả? Thiếu 2 nhà dân nữa. Buổi tối cho nó lên đèn nhìn đúng đẹp luôn ha. Dân nó đi lại sinh hoạt cũng rất là thú vị luôn nè. Đủ chưa? Thiếu dân nữa. Sao lại thiếu người đó? Còn một cái mỏ muối trên đây thì mình cũng sẽ khai thác nó luôn. Mười đất sét thì mới đủ lần, còn lâu lắm. Bây giờ một á, mình đánh là cái cổng địa ngục ở dưới, hoặc là hai á, là mình đánh cái ở trên này, đánh cái tụ trên này hoặc là tụ dưới này. Tụ dưới này có vẻ yếu hơn. Không yếu đâu. Tụi trên này quân nó thưa hơn.
Rồi chuẩn bị đi đấm nhau nè anh em ơi. Chưa đủ 10 đất sét nữa. Sao lại có thương binh liệt sĩ gì đây nữa gì nè à? Đánh bại được 50 quân địch cũng được, cho bang này về sửa nghe đó. Có một cái mỏ gọi là mỏ sắt đó. Trên này nó có 3 tàu với 2 cái trụ à. Cũng khá là nhẹ nhàng. Đừng có con thuyền quá khói vậy đó. Không đủ cái bùm này. Ủa sao nó cũng đây? Sáu trăm mười, sáu trăm hai. Tàu nhỏ thôi. Mình quất con tàu nhỏ này nó, mình đi mình đấm tụi nó được rồi đó. Captain. Tài nguyên mình khá là nhiều luôn. Nhưng mà tiền thì hơi bị đọn tí. Cái này đang quan hồi phá sản. Nhưng mà sao mình thọt tiền như vậy đó. Nhẹ lên nè, nhẹ tiền lên nè. Còn chừng 26 à. Mấy cái nhà kho này. Có cái nhà đánh cá. Ủa không, có cái nhà mà đất sét này thì quan trọng nè. Nó chuẩn bị tấn công cái hòn đảo của mình. Không, mình phải nằm nhanh lên. I
Rồi, kiếm được cái hòn đảo nè. Nhanh lên nào bạn ơi, nhanh lên nào. Đảo này thì nó tăng sản lượng gỗ và cobalt. Có gấu luôn, nhưng mà không có trồng cây khác được, không bắt cá được. Có cái thuyền trưởng, có mỏ đất sét, mỏ sắt. That's three islands under our control, Captain. We're making steady. Mình đã chiếm được ba hòn đảo rồi. Cho tiền mà nắm dưới vậy nè. Bà tụi nó chứ. Á cha tụi nó. Trời ơi, nó bắn tan banh nhà cho anh rồi. Nhà này cách nào sửa được không? Đảo này nó chả có cái quái gì cả. Bây giờ đầu tiên là cái chợ trước đi. Bán ép mình lên chậm quá ta. Lệ dân nó lên bậc 2. Ủa? À mới 6 dân à. Có cái mỏ sắt phàm gỗ được, chỗ này phàm gỗ được, gỗ thì nhà mình khá nhiều rồi.
5, cộng 5, rồi ok, đủ rồi đó. Gũ gum, cần phải có gũ gum nữa. Đây trồng cây được không? Đây trồng cotton được nhưng mà không trồng gum được. Chết rồi, âm tiền rồi. Âm tiền rồi. Thiếu thịt á. Chỗ này bắt cá ngon vậy bà lại thiếu thôi. Trăm tiền nhà 20 cái bán ép khá lâu nha. Tiền bạc kiểu này thì sao mà cho sống nổi. Cho phải kéo tàu đi đánh nhau thôi. Đó, đấm nhau là cách kiếm tiền nhanh nhất. Ông tàu nó bự quá, tàu nó bự quá. Rút. There's nothing quite like a cozy tavern. Chơi hai cái coi thật. Đây, nó chuyển thịt vô là xong vậy. Tiền tục dữ nghe. Chào bạn. Hai ca lắm. Rồi, lên đảo này xây cái bãi như này hả? Được có mỗi 7 thôi ta.
với cục cảnh sát đó. Tàu nữa rồi. Sao tiền âm dí gì nè. Phá sản đến nơi rồi anh em ơi. Sao cái nhà này nó không làm việc đó. Thôi nhà này không có bo phí. Thiếu nhà bậc 2, nhà bậc 1 luôn. Trời ơi. Nhìn tàu nó 56k máu. Khiếp. Thêm nhiều nhà dân thì nó sẽ lên tiền, đơn giản. Đây tàu mới của chúng ta nè. Máu được 1200. Nhưng mà chỉ lên máu thôi. Gây đạn chậm hơn tí với cái chiêu bơm mù nhưng mà khá lâu. Rồi ok, chúng ta gọi thêm một con tiền nữa. Trên này làm thịt đâu dưới đó. Đó, xe nó đẩy ra đây nó làm phải khá nhanh chứ. Biến đầu thịt nó mới vào lần nè, để lẹ cái chân qua. Đéo phải thịt à. Sao lại có cá ở đây nữa. Nè nó chuyển thịt luôn rồi. These new labourers want more than just the Caribbean sun. Rồi, on this. Bây giờ phải bùi được mấy cái quần áo mới nữa. Xuống may mặc. May mặc thì cần cotton, cotton có đây rồi.
xây nhiều nhà dân thì nó mới lên tiền được. Bên này gỗ với ván ép là cái bộ nó chạy ngon hơn bên kia nha. 50% nha. Have a taste for blood and they want more. Bên đây kia gỗ ngon, bên này gỗ ngon hơn. Bộ quần áo nè. Vui hả? Nhà này nó làm lên không kịp hết ta. Bên này luôn, thấy ghét. Bên nó, bên nó. Cấm cự các bạn, cấm cự các bạn. Này là kiếm tiền nhanh nhất, 2000. Trời, mấy thằng bự bự như luôn. Tiêu hết chỉ tiền hả vậy ta? Galon Man Ship Sinh. Galon Man là cái tàu này, nhưng mà nó nằm ở đâu? Không biết. That has done it, Captain. The man. Aye, Captain. Aye. Tương tác với mà cái quán rượu. Rồi, chạy không kịp. Nghệ thuật, nghệ thuật. Cá gỗ đường.
Lay. Captain, one of my girls overheard a rowdy crew lamenting a treasure chest. Còn có một cái kho báu ở hòn đảo đó, mình cần phải đến đó thôi. Maybe we should look into it. Kho báu đâu vậy? Nó bảo là có một cái gương kho báu ở gần cái hòn đảo này. Nhớ thấy đâu luôn á. À đây đây đây. Ê, 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 ê. Thằng nào đây? Thằng nào đây? Did you see the damaged vessel just off the island, Captain? The crew were waylaid by roving pirates. Mấy này nó bị cứ bị tấn công thôi, nó là một cái tàu hàng. À, mình có thể giao thương với nó. Bawesin là cái gì? Mày làm gì đó không hiểu lắm. Có cá.
có cá, có đường, có đất sét, có gỗ luôn. Tụi nó chuẩn bị đánh cái đảo này của mình rồi, mấy này nó liều lắm, tụi mày liều lắm. Mấy này nó đánh rồi phải không ta? Nó đi có hai tàu mà nó dám đánh mình hả? Đơn giản. Đơn giản như đang giỡn. Rồi ok, cho tụi này lên gấp để nó đi làm việc. Đảo này khá là yên bình luôn. Này là sao ta? Nó đậu đây hoài vậy à? Không lẽ giờ mình đánh nó chơi? Giờ nhìn tàu nó một tí thôi. Thôi game này chơi đến đây chắc được rồi. Một cái campaign mà nó làm quá dài luôn. Chơi một tiếng rưỡi rồi chưa có đâu hết. Không biết khi nào mới xong hết mấy cái quest này. Giờ tôi cũng không biết là làm gì con tàu này nữa. Nó cứ đậu đây hoài à. Không lẽ mình đánh nó. Xếp lệnh phát.
muốn đánh nó cũng không đánh được, cũng không tương tác gì được luôn. Làm gì giờ trời, đứng nhìn nó gì đó hả? Là phải đi đánh hang cướp biển này giúp nó. Thì tàu nó cũng khá là nhỏ, chỉ có 900 thôi. Rồi, ngồi đây đợi nó tới hồi đầy máu coi sao. Rồi, chờ nãy giờ thì con tàu nó sắp đầy máu nè. Không biết nó đầy máu thì mình sẽ làm được cái gì. Hàng 6 rồi. Nhanh lên bạn ơi. Cũng vậy à, đầy máu lên xong rồi cũng nhìn nó, không biết làm gì nữa. Làm gì nó giờ ta? Thôi, game này chơi đến đây thôi. Thì hết biến làm gì nữa rồi. Tới cái quét này thì đỡ đỡ ở đây rồi. Qua dàn cảnh này sẽ chơi tiếp. Ok, bye bye anh em.